Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Tâm sẽ giới thiệu tiếp theo về cái chương trình là tất cả các dòng sản phẩm của series. Thì hôm qua Tâm đã chia sẻ cái phần 1 của cái dòng sản phẩm series. Thì hôm nay Tâm sẽ chia sẻ tiếp tục cái phần 2 của cái sản phẩm này. Trước khi chia sẻ thì Tâm cũng quên chúc chúc cả nhà một buổi chiều tràn ngập niềm yêu thương và những điều tốt đẹp. Và sau đây mời mời các bạn xem tiếp tục cái phần 2 của cái sản phẩm series nha. Đây hai dòng mỹ phẩm của CD bây giờ gồm có là kem đánh răng nè, rồi dòng sản phẩm dưỡng da chống nắng, rồi có những cái dòng là dưỡng da ban đêm và ban ngày, rồi những dòng sản phẩm mới là chăm sóc da để như tại spa, và những dòng sản phẩm dòng sữa tắm dành cho các bé. Và đây là những cái dòng mỹ phẩm. Và tiếp theo là dòng có dầu gội dành cho nam giới, gel cạo râu, rồi dòng mỹ phẩm là sản phẩm mỹ phẩm số 1 từ CP, và những cái dòng nước súc miệng và những cái dầu pha bên ngoài, gel bôi bôi chân, nước nước nẻ gót chân, rồi săn chắc da, đau nhức xương khớp, nước súc miệng. Và đây là tổng hợp một một cái hai cái dòng để nâng cao cái hệ miễn dịch. Thì nếu trong những cái tất cả những dòng này các bạn chọn một trong những cái dòng sản phẩm này, nếu các bạn muốn nâng cao hệ miễn dịch mà về tăng sức đề kháng thì đây là sinh năm là tăng sức đề kháng để giảm ho. Rồi tiếp theo là trà, trà số 4 là trà hô hấp nè, Umurobox là tăng hệ miễn dịch luôn nè. Sọt Benadryl là tăng thanh lọc hệ bạch huyết, và bộ ba thanh lọc là giải độc cấp độ tế bào, và lim lim inulin thì cũng thanh lọc vi khuẩn đường ruột, Novomin thì bảo vệ tế bào lành và tiêu diệt cái những cái tế bào ác tính. Và đây là healthy thì cân bằng hệ nhịp sinh học, và coenzyme thì cái dòng này là để tăng cường sức đề kháng ngay tức thì, và kẽm thì tăng cường sinh lý nam và những người có sức đề kháng yếu. Vitamin D3 thì dành cho những người làm việc thiếu ánh nắng, thì sử dụng cái sản phẩm vitamin D3 này để tăng cường cái vitamin và cái canxi để hấp thụ canxi nhanh. Và những cái dòng sản phẩm này là dành cho người muốn giải độc cơ thể. Thì cũng như ở những dòng ở trên thì Tâm đã giới thiệu rồi, và đây là bộ ba thanh lọc, lọc Benadryl và trà số 4, Novomin, Healthy, Inulin, và dòng dòng liêm này để dòng 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 liêm này để thải độc và gan, giải độc gan. Và đây là những cái sản phẩm dành cho chị em phụ nữ, người nào bị nám da nhưng mà có vấn đề về da sạm nám thì dùng cái bộ đào thải này nè, đó Lim Biu Lai, như một bộ này đây sử dụng cho nè, Biu Lai nè ba lọ, rồi Beauty Beauty dùng hai lọ, 3D heo một lọ, canxi một lọ và Beauty Box một lọ, thì tổng cộng cái bộ này nó chỉ giá chỉ có 257.700 đồng. Thì chúng ta được hưởng toàn bộ những cái dòng sản phẩm này để thải độc, thanh lọc cơ thể và làm đẹp da, móng tóc. Và tiếp theo là các bạn muốn chọn cái bộ xương khớp mềm dẻo thì các bạn cũng chọn là bộ ba thanh lọc này, trước tiên là thải độc, rồi sọt Ben, Joy Comfort, rồi trà số 7 là trà khớp. Thải độc cấp độ tế bào, sọc ben là thải độc độc tố,
và muối khoáng lắng động ở ổ khớp, giảm đau kháng viêm, phục hồi, trà hỗ trợ khớp hoạt động linh hoạt, cân bằng trao đổi nước và khoáng chất trong lớp trong khớp, tổ hợp sợi collagen đảm bảo sự chắc khỏe và chống mòn khớp. Và healthy thì cân bằng nhịp sinh học. Glucosamine thì tăng cường cái độ dẻo dai của khớp, trơn tru cho khớp đó, tạo chất nhờn, còn bone omega là tạo canxi, cung cấp canxi. À, dòng này thì nó cung cấp cực kỳ thì canxi cực kỳ là cao cao nhất trong tất cả các dòng canxi ở CBD. Bổ sung khoáng chất bị thiếu hụt và cân bằng dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho cơ thể, giúp các chất chuyển hóa tốt trong cơ thể. Và tiếp theo là về cái này là chúng ta gel xoa bóp, thì chúng ta dùng cái này để xoa bên ngoài cho nó làm dịu cơn đau. Và vitamin D3 rồi canxi với magie thì hai cái này kết hợp với nhau thì nó sẽ có một cái sự hấp thu cái canxi rất là nhanh và hấp thu hoàn toàn trong cơ thể. Và sim sáo gọi là sim khớp đó, những cái dòng này là sử dụng cho những người cần có bị xương khớp, muốn xương khớp bớt đau và mềm dẻo lại thì chọn trong những một trong những cái dòng này. Và đây là cái bộ sản phẩm mà dành cho gia đình để tăng cái sức khỏe mình lên. Đây là soi công thoát nè, và dòng này là dòng thể thao tăng cường chất nhờn cho khớp và xương, giảm đau bị xương khớp, khớp gối, khớp lưng rồi đó. Những người mà chuyên đau khớp lưng, khớp gối, khớp vai thì dùng cái sản phẩm này. Và cái do xương khớp nè, rồi bone vegan nè, rồi healthy nè, trà số 7 nè, rồi lim ở cái dòng botanic. Dòng botanic này là dòng dòng botanic do him. Rồi tiếp theo là cái dòng tăng cường sức cho phụ nữ, tăng cường cái sức đề kháng và hỗ trợ cho phụ nữ nội tiết tố, những chị em phụ nữ nội tiết tố bị kém, da sạm nám, kinh nguyệt không đều thì dùng cái bộ sản phẩm này. Ở trên đây thì dành cho các anh quý ông, còn ở đây là chị em phụ nữ thì dùng cái dòng này đó. Đây là cái bộ sản phẩm dành cho quý ông, và đây là bộ sản phẩm này là dành cho chị em phụ nữ đó. Sọt ben rồi vitamin dòng cao cấp, và đây là trà du gâu để thải độc đường ruột, và bộ sản phẩm giải độc hoàn chỉnh cho người muốn giảm cân. Thì tất cả những cái dòng sản phẩm này đều dành cho những người giảm cân, còn những sản phẩm khác nữa, nhưng mà ở đây Niu chỉ tóm tắt những cái chính thôi, chứ không biết trong đây thì có rất là nhiều sản phẩm còn nữa mà bên công ty chúng ta chưa có đưa vào hết. Nguyên lý của bộ sản phẩm là đẩy độc, đốt mỡ thừa, thanh lọc cơ thể, bổ sung chất xơ thực vật giúp cơ thể chắc khỏe, không còn mỡ, đồng thời ổn định hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Lưu ý ở ba cái loại sọc ben dùng thay thế cho nhau đều được, là ba cái dòng sọc ben là giống như sọc ben Bulai, hay là sọc ben Joy Comfort, hay là cái sọc ben Inulin đều được hết. Đây là bộ ba thanh lọc, thì tất cả những nhà sản xuất chúng ta đã cho ra dùng trong một tháng của cái bộ giảm cân nè. Đó, đây là ba lọ, một bộ ba thanh lọc nè, ba lọ sọt ben Soy Comfort và ba hộp trà, ba hộp giải độc gan và một lọ Novomin. Thì tổng cộng cái bộ này thì nó có giá là 4.289.000, dùng cho một tháng bắt đầu thấy giảm cân. Là này là cái bộ này là dành cho người giảm cân mà bị dư thừa cân nhiều đó, chứ như Tâm thì Tâm chỉ dùng ít thôi, không có nhiều như vậy đâu, mà Tâm vẫn giảm, nhưng mà giảm từ từ, một tháng
đầu tiên qua tháng thứ hai tâm chưa giảm, mà qua tháng thứ ba thứ tư lỗ đầu tâm sẽ giảm mỗi tháng 1 ký 1 ký. Giờ tâm đã giảm được 5 ký rồi đó các bạn. Và cái này là inulin, là giảm đường đốt mỡ. Thì trong bộ này thì dùng cho 3 lọ và bổ sung chất xơ, giảm cảm giác thèm ăn, thay thế bữa ăn phụ. Thì mỗi ngày nó trong này nó có 6 gói, chúng ta uống một ngày một gói. Và cái kem này, kem xoa ở bên ngoài da, những phần nào mà chúng ta muốn cho nó nhỏ lại và nó tan mỡ thì chúng ta dùng những cái kem này để bôi bên ngoài. Và cái giảm cân công thức ít tiền hơn, thì công thức thứ nhất là bộ ba thanh lọc in Joy Comfort thì 3 lọ, rồi dâu gâu là 1 hộp, còn trà là 3 hộp, là ở cái công thức 1. Thì giá của nó là 3.983.000 tổng cộng, cho cái số tiền của cái công thức 1. Còn nếu công thức 2 thì ít tiền hơn nữa, cũng vậy chứ. Công thức 2 đây chúng ta chọn là 4 lọ cho cái sọc ben nè, các inulin, rồi một bộ ba trà du gâu, này là bữa ăn du gâu và trà 3 hộp, thì tổng cộng cái bộ này cũng 3.983.000 ở công thức 2. Và cái bệnh Parkinson, đây các bạn chú ý nha, Parkinson là cái người mà bị run tay run chân, giống như là bị tai biến rồi đó, với tay chân run rẩy á, đầu lắc lư á. Thì dùng trong một cái bộ này nó cũng hơi nhiều tiền, nhưng mà nó sẽ cải thiện được sức khỏe chúng ta dần dần. Chứ còn nếu như mà các bạn mà đi vào Tây y là không có cách nào để mà hỗ trợ và giảm được cái bệnh này. Càng ngày uống thuốc Tây càng ngày nó nặng hơn thôi, chứ không thể nào giảm được. Nhưng mà cái sản phẩm này là Tâm đã biết rất là nhiều người dùng cái bộ sản phẩm này, nó đã giảm được cái bệnh Parkinson. Đây các bạn, giờ là vitamin và khoáng chất là siêu vitamin nè, và hỗ trợ trí não và mắt, là nó hỗ trợ cho cái vấn đề thần kinh của chúng ta đó. Giá 1.450.000, và sim 3 là bảo vệ tim, là để chống rung, để cho máu huyết nó lưu thông. Và trà là trà số 8 là trà tim, và bộ ba thanh lọc là thải độc cấp độ tế bào, Vita Zmanium là chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào, rồi chống tai biến đột quỵ là nó là Novomin, nó cũng là thải độc và tiêu diệt tế bào ác tính và bảo vệ tế bào lành. Và cái này là Limbulai thì nó đào thải độc tố trong hệ bạch huyết, đào thải virus trong đường ruột của chúng ta. Và tổng cộng toàn bộ cái sản phẩm này là nó có giá là 5.329.000. Thì chúng ta được sở hữu toàn bộ cái bộ sản phẩm này dùng trong 1 tháng, thì để cho những người mà bị Parkinson từ nặng tới nhẹ thì dùng được, cải thiện rất tốt. Và tiếp theo là một cái bộ sản phẩm dành cho người muốn bảo vệ xương khớp, là đây là công thức 1. Đầu tiên thì chúng ta dùng cái bộ ba thanh lọc nè, Sorbent Joy Comfort, và cái bộ siêu vitamin là thải độc cấp độ tế bào và thải độc tố và muối khoáng lắng đọng ở trong ổ khớp, giảm đau, kháng viêm, phục hồi. Trà hỗ trợ khớp hoạt động linh hoạt, cân bằng trao đổi nước và khoáng chất trong khớp, tổng hợp sợi collagen đảm bảo sự chắc khỏe và chống mòn khớp. Và tiếp theo là sim 6 là có glucosamine và chlorotin. Cái này là cũng là bảo vệ khớp luôn. Rồi Novomin là chống oxy hóa, rồi là hỗ trợ giảm căng thẳng thần kinh, giúp cải thiện giấc ngủ. Cái này là cái stress light. Còn cái dòng botanist yohim thì chúng ta thì dùng 2 lọ, hỗ trợ trợ tăng cường sinh lý, hỗ trợ tăng cường sinh lực, hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Còn cái stress light này á, là hỗ trợ giảm căng thẳng thần kinh, giúp cải thiện giấc ngủ. Novomin là chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào. Đó, tổng cộng toàn bộ cái bộ sản phẩm này dành cho cái hệ xương khớp mà của công thức 1 thì nó có giá là 5.177.200 đồng. Nếu mà chúng ta ký mã là một khách hàng thường xuyên, một khách hàng thông minh, thì chúng ta sẽ được chiết khấu trừ 25%
thì chúng ta chỉ thanh toán với cái số tiền là 4.008.000 mà thôi. Và đây là một cái bộ công thức 2 của cái dòng xương khớp, cũng là bộ ba thanh lọc short band, joy comfort và healthy, là thải độc cấp độ tế bào và thải độc tố muối khoáng lắng đọng ở trong ổ khớp, giảm đau, kháng viêm, phục hồi. Trà thì hỗ trợ khớp hoạt động linh hoạt, cân bằng trao đổi nước và khoáng chất trong khớp. Tổng hợp sợi collagen đảm bảo sự chắc khỏe và chống mòn khớp. Kế tiếp là Bone Vegan thì bổ sung canxi và D3. Cái dòng này là bổ sung canxi cực kỳ cao. Và tiếp theo là glucosamine chocolatin thì nó cũng là hỗ trợ khớp, gọi là sim sáo. Novomin chất chống oxy hóa, hỗ trợ tế bào và hỗ cái này là giảm căng thẳng thần kinh, giúp cải thiện giấc ngủ. Neurovision. Tiếp theo là cái sản phẩm Botanic do him thì hỗ trợ tăng cường sinh lý tổng hợp, tăng cường sinh lực, hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Tổng cộng cái dòng này thì nó có giá là 1.576.000, trừ cho chiết khấu 25% của cái đơn hàng hôm trước, là có nghĩa là trừ cho cái đơn hàng hôm trước các bạn đã mua, cái đợt trước các bạn mua thì được trừ quỹ chiết khấu là 1.294.000. Thì cái đơn hàng bây giờ thì các bạn đặt là 5.176.000, thì các bạn sẽ được trừ vào cái đơn hàng hôm sau, là cái tiền quỹ hôm sau là công ty đã trả về cho bạn cái chiết khấu này. Thì là đợt này các bạn chỉ có thanh toán là 3.882.000 mà thôi. Các bạn thấy đỡ chưa, khi mà chúng ta đã ký mã là một cái khách hàng thông minh thì chúng ta sẽ giảm được một cái số tiền rất lớn, 1.294.000, trong khi đó số tiền gốc chúng ta là 5.176.000, và bây giờ đợt 2 chúng ta thanh toán chỉ có 3.882.000 mà thôi. Và bộ sản phẩm cho người muốn bảo vệ xương khớp, công thức 1. Nè, bộ ba thanh lọc, rồi comfort là rồi trà khớp, healthy, canxi, sim sáo, novomin và gel xương khớp. Và tổng cộng cái đơn hàng này là 3.433.000, là thải độc cấp độ tế bào nè, đạo thải độc độc tố muối khoáng lắng động trong ổ khớp, giảm đau, kháng viêm, phục hồi. Trà hỗ trợ khớp hoạt động linh hoạt, cân bằng trao đổi chất nước và khoáng chất trong khớp, tổng hợp sợi collagen và đảm bảo sự chắc khỏe, chống mòn khớp. Đó, đó là tổng hợp của cái bộ bộ xương khớp mà công thức 1. Rồi đây là một cái bộ tổng hợp xương khớp là thoát vị địa điểm và mất ngủ. Đó, thì cái bộ này thì chúng ta dùng như sau, là bộ ba thanh lọc, sọt Benroy Comfort và trà số 3. Rồi thải độc cấp độ tế bào nè, thải độc độc tố muối khoáng lắng động ở ổ khớp, giảm đau, kháng viêm, phục hồi. Trà hỗ trợ khớp hoạt động linh hoạt, cân bằng trao đổi nước và muối và khoáng chất trong khớp, tổ hợp sợi collagen đảm bảo sự chắc khỏe, chống mòn khớp. Là trà này là trà số 7, là trà khớp. Healthy cung cấp vitamin và khoáng chất, canxi cao cấp, sim sáo, novomin và gel xương khớp. Và tiếp tục vẫn là cái hỗ trợ giảm hăng cả căng thẳng thần kinh là xì xì stress relay, giúp cải thiện giấc ngủ. Tổng cộng toàn bộ sản phẩm này là chúng ta được cái chiết khấu ngày hôm trước chúng ta mua là của cái công thức 1 á. Công thức 1 mà chúng ta mua rồi á, thì nó được chiết khấu là 25%, thì cái công thức 1 là chúng ta sẽ được chiết khấu là 25%, là chúng ta có cái giá tiền là 1.038.000, là cái đó là phần trăm của chúng ta được chiết khấu ngay cái đơn hàng hôm trước. Đó, thì đơn hàng hôm nay là 5.193.000, thì trừ cho 1.038.000, chúng ta chỉ thanh toán cái đơn hàng này là 4.155.000 mà thôi. Và tiếp tục toàn bộ sản phẩm của người muốn bảo vệ xương khớp mà công thức 2, thì
bộ ba thanh lọc, sọt ben, trà số 7, reo khớp, vitamin D, canxi, magie, glucosamine và nomin. Tổng cộng cái đơn hàng này là 3.239.000. Và hỗ trợ cho người có vấn đề về thận, những người mà bị thận yếu. Thì do những người lý do sao thận yếu, những người mà bị dạng như là tiểu đường mà dùng sử dụng thuốc tây đồ nhiều á, thì hoặc là cơ thể chúng ta nhiễm rất là nhiều độc tố, thì chúng ta cái thận chúng ta rất là yếu, cho nên là chúng ta nên nên là sử dụng cái bộ sản phẩm này về thận để thải độc. Và Novomin nè, Omorabox thì nhiệm vụ của nó là chất chống oxy hóa, là bảo vệ tế bào khỏe mạnh, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi độc tố. Và tiếp theo là cái Limbulite thì đào thải độc tố kim loại nặng. Dòng sản phẩm này là một cái dòng sản phẩm độc nhất vô nhị mà có kết quả trị liệu rất là cao, vừa có tác dụng dinh dưỡng trị liệu, vừa có tác dụng thanh lọc giải độc cho các bộ phận chức năng của cơ thể, có khả năng thấm hút các chất cặn bã, các độc tố kim loại nặng tích tụ trong cơ thể, vô hiệu hóa độc tố vi sinh vật có hại cũng như là giun sán, vi khuẩn. Kể cả virus, và đào thải chúng ta ra và đào thải chúng ra ngoài theo đường bài tiết của tiêu hóa. Cái sản phẩm tiếp theo là bổ sung vitamin và khoáng chất. Thì vitamin vitamin này là một cái tổ hợp là siêu vitamin, một cái tổ hợp tự nhiên vi khoáng siêu tự nhiên và axit omega 3 siêu đậm đặc. Sản phẩm giúp cho cơ thể phục hồi một cách nhanh nhất. Còn cái vita chất manium này là tái tạo tế bào, thì nó có giá là 720.000, trẻ hóa tế bào, làm chậm hóa trình lão hóa cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, chống u, có khả năng chống viêm, kháng khuẩn, chống oxy hóa, bảo vệ gan, bảo vệ màng tế bào, bảo vệ tim mạch, não, gan, thận, xương khớp. Hiệu quả trong hỗ trợ và điều trị về tim mạch và thần kinh, hỗ trợ điều trị người bị tiểu đường, gút, xương khớp, người bị u lành tính hoặc giai đoạn đầu ung thư, dùng trước hoặc sau khi liệu trình xạ trị. Và cái công thức tiếp theo là cái công thức phối hợp chia nhỏ. Thì công thức này thì nó những người mà cái dòng sản phẩm này thì ít tiền một chút xíu này, cái bộ này thì nó toàn khoảng một hơn 100 điểm xíu thôi. Thì chúng ta sẽ dùng Limbulite nè, Novomin, Omorabox và siêu vitamin, cái Yugo đó, thì giá của nó là 2.708.000. Còn cái công thức hai là Ulai, Novomin, Umunobox và Adaptovic, rồi Vita Z Manium, và cũng là cái dòng năng lượng là Yugo. Thì công thức hai này giá nó là 2.213.000, nó ít hơn cái đơn hàng trên chút xíu. Rồi nếu mà các bạn có vấn đề về viêm xoang, đau đầu thì chọn như sau, cũng vẫn là bộ ba thanh lọc, Lim, Bulai, Novomin và dầu ba sam. Nguyên nhân là bị nhiễm độc, nhiễm lạnh, thay đổi thời tiết làm đau đầu, viêm xoang, hệ miễn dịch kém. Và Omorabox và IQBox, bộ ba là giải độc, tăng cường hen, miễn dịch. Novomin nâng cao hệ miễn dịch, tăng chống u vú, ung thư, đột quỵ. Omorabox là nâng cao hệ miễn dịch nè, IQ là lưu thông máu não và hệ thần kinh nè, ba sam nhỏ mũi lâu sẽ hết xoang. Và đây là một cái bộ yếu sinh lý, có những người 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 đàn ông mà thanh niên mà bị yếu sinh lý thì hoặc là hiếm muộn con đó, thì các bạn mua cho mình một cái bộ sản phẩm này nè. Đây là cái sản phẩm kẽm tăng cường sinh lý, ngăn ngừa phì đại tuyến tiền liệt, trao dòng thể thao là trao đổi chất cho đàn ông yếu sinh lý. Novomin chống oxy các tế bào, tăng cường năng lượng, và Botanic do him, nó có rễ nhân sâm, Siberi cùng với protein máu từ nhung hưu. Sản phẩm hỗ trợ tăng cường sinh lý, hỗ trợ tăng cường sinh lực, hỗ trợ tăng cường sức khỏe.
và cái dòng đề tóc rồ, cái dòng này dòng mới ra mà thải độc siêu siêu phẩm, thải độc cấp tốc trong vòng 16 ngày, không gây kích ứng da và không làm chúng ta mệt mỏi, làm sạch tế bào, đẩy bỏ toàn bộ độc tố ra khỏi cơ thể. Đàn ông yếu sinh lý là suy giảm hoạt động của tinh hoàn tuyến thượng thận, từ đó dẫn đến giảm hormone cholesterol, xuất tinh sớm, do khả năng kiểm soát của nam giới không tốt hoặc không làm được phản xạ của mình. Tổng cộng cái bộ sản phẩm này có giá là 3.386.000. Và bộ sản phẩm về tiêu hóa cho người già là siêu vitamin, novamin, sọc ben và trà turbo. Thì cái bộ tăng cường sức đề kháng mùa dịch, cung cấp năng lượng cơ thể, tăng sức đề kháng. Đây novamin nè, đó tăng cường sức đề kháng. Siêu vitamin Novin ta dùng hai lọ, siêu vitamin một hộp và cái gì healthy một hộp. Bộ sản phẩm trị nám của CBD hay châu long, rồi vitamin ma, rồi canxi. Canxi là bổ sung vitamin B6, D3, C, K, kẽm, mangan và isofavone hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Còn cái vitamin ma này là chiết nhân sâm, rồi chiết xuất lá ô liu, rồi chất hữu cơ chống oxy hóa cực mạnh. Vitamin 3D heo, rồi lim biulai. Rồi bộ sản phẩm tăng cường sức đề kháng bảo vệ cơ thể cho mùa dịch, Immunobox, Novomin, trà số 4, siêu vitamin và dầu hoa sam. Rồi tất cả những cái dòng sản phẩm này nay cho nó bung màn hình ra sao đi, xong rồi đi à, dừng sư kẹt. Nè, nóng da con, nóng da, đừng chia sẻ màn hình, à ra rồi. Rồi, xin chào các bạn, cái phần giới thiệu của Tâm đến đây là hết, và toàn bộ những cái sản phẩm, dòng sản phẩm của CBD là nó gồm như vậy đó. Các bạn muốn chọn, các bạn mà có người nhà, người thân hay là ai muốn chọn một về một cái dòng sản phẩm nào để hỗ trợ vấn đề về sức khỏe của người nhà, người thân mình thì hãy nhìn theo đó mà chọn, thì nó sẽ dùng đúng đủ đều thì nó sẽ ra cái kết quả cực kỳ cao. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.